Giờ bác đã quay trở lại với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp tiếng Anh nhập khẩu. Video hôm nay mình có bác Mốt xem đập xe đạp đua hiệu XGS mang cái model là RX330, được trang bị full bộ chuyển động Shimano Soza với 9 tầng lít và 2 tầng đĩa khung nhôm lớp sơn nguyên bản. Hôm nay em về cái tông màu là đen đỏ trắng. Đó, các bác nhìn này, rất là trẻ trung và thể thao. Tông màu sơn rất là đẹp. Toàn bộ phần khung của chiếc xe thì làm vào toàn bộ từ nhôm. Rồi nhôm siêu nhẹ, trọng lượng của chiếc xe thì cũng khá là nhẹ thôi. Nhôm thương hiệu XGS, thương hiệu cũng khá là quen thuộc với các bác chơi xe. Được chạy toàn bộ đồ của Shimano Suza, từ đĩa đến bộ chuyển động. Xe ba mảnh tốc chung theo xe. Nó có đồ đạc như mảnh 700C, cọc yên, di động cổ cốt, XGS nguyên bản, nguyên zin. Vành bánh 700C, may bi vòng của Robatech. Các thiết kế khung hiện đại đời mới, họ sẽ mài những chiếc xe đời mới ở đây thì họ sẽ mài những cái lốp mối hàn, nhìn nó rất là đẹp và nó không còn thô như ở những cái chiếc đời cũ mà nó còn những cái mối hàn nữa. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size chiếc xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50cm. Rồi khóa cọc yên với tâm cổ phốt cũng là 50cm. Rồi xe sẽ phù hợp cho bác từ khoảng 1m64-65 đến khoảng 1m74-75 thì phù hợp. Rồi chuyển động Soza với 9 tầng lít và 2 tầng đĩa cho 18 tốc độ khác nhau. Đây là mặt mà đây mái. Chiếc xe này đang bán bên em với mức giá thì có là 9.500.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả là nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của bên lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp và những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.